Xin chào mọi người quay lại kênh của tôi nha. Hôm nay thì tôi xin mạn phép để đi review cho quý vị. Mấy khi tôi review cảnh hay là vui chơi giải trí đâu, nhưng mà hôm nay là đây là một hiện tượng thiên nhiên gọi là rất là khắc nghiệt. Tuy nhiên là nó khắc nghiệt như vậy nhưng mà nó cũng có một cái vẻ đẹp riêng của nó. Thì mời mọi người đi theo tôi để cùng xem nhá. Mọi người xem là đây là Ý Tý, Bát Sát, Lào Cai. Ở đây thì lạnh hơn Sapa rất là nhiều nhá. Và ở đây thì gần như là cái sườn đón gió nên là mưa. Mà có mưa thì mới có tuyết nhá. Hay mọi người nhìn này, những cái cây này. Đấy. Nó đã được gió nó thổi này, xong rồi hơi nước nó bám dần và nó thành một cái đoạn băng dài như thế này. Mọi người thấy không? Đấy. Nói chung là thời tiết khắc nghiệt thì bà con nông dân là khổ, hoa màu là bị thiệt hại. Nhưng tuy nhiên đó thì kéo lại du lịch rất là tốt. Đấy, mọi người đi lên đây rất là nhiều. Đường thì rất là trơn nhá, tất cả đường này đều bị đóng băng hết rồi này. Đấy. Ô tô đi là rất là phải đi rất là chậm, rất là nguy hiểm. Cả một cái thung lũng luôn là bạt ngàn đều được bị đóng băng tuyết hết rồi. Tôi đang đứng ở một cái trụ sở gì đó này. Thì ở đây nó có một cái khăn sân bãi này, rộng để nghịch tuyết. Nhìn trên nóc nhà kìa, trắng toát hết rồi. Đấy, đường rất là trơn nhá. Mọi người đi phải đi rất là chậm, rất là trơn. Đấy. Trên kia thì mái nhà đã là trắng toát rồi. Trên tất cả đỉnh núi, các cái cây đều bị đóng băng hết rồi. Đấy, mọi người đang đi. Người dân thì rất là khổ, chỉ có khách du lịch là thích thú rồi. Tất cả những bậc thang đây đều bị đông đá hết rồi. Ui ui, rất là trơn. Đây là, mình vừa hỏi thì đây là khu bảo tồn thiên nhiên nhá, trụ sở. Ở đây đều băng hết rồi, rất là trơn. Cái lá này. Lá giòn tan rồi. Cả một bầu trời toàn màu trắng hết. Các bạn đi cùng đoàn đang đi trải nghiệm. Đã không đi được ở bậc thang này, phải đi bên này. Trơn lắm. Dạ. Trong này có hôm nay có làm việc không nhỉ? Em nghĩ là không làm việc đâu vì đóng cửa hết rồi. Mấy cả hôm nay chủ nhật mà. À, hôm nay thứ hai nhỉ? Nước sôi làm gì anh? Bám cái gì ạ? Sấy một lúc là hết mà. Nổ máy lên sấy. À. Đấy, mọi người thấy đấy là xe đi lại rất là khó khăn. Xe tải bị bám tuyết vào kính mờ không đi được. Đây, nhìn này. Cái ô này của tôi nhá, đây nó không phải là nước đâu. Đây nó thành đá rồi. Này rũ nó không ra. Đây là toàn đá đấy chứ. Rũ nó không ra, tưởng là mưa nhưng mà không phải. Đây là đóng đá hết rồi nhá. Đấy, cái ô đóng đá hết rồi kìa. Mọi người có thể thấy này. Những cái cây nó bị đóng băng hết rồi này. Đường thì bị phủ trắng hết nhé. Mình đang ở trên một cái đỉnh dốc. Đường rất là khó đi. Mình vừa đi thử lên trên kia thì không đi được nữa rồi. Giờ thì đang xuống đây để kiếm cái gì bỏ vào bụng.
Anh em ơi, vào trong này ăn đi. Ở kia có sẵn rồi kìa, ra là chụp ảnh thôi, còn gì phải lặn. Thở ra là thấy toàn khói là khói luôn. Đấy. Rất nhiều người đang ở đây để chụp ảnh. Rồi ném tuyết nhau kìa. Lạnh lắm. Mình thì cũng may mắn là có một quãng thời gian 5 năm sống ở bên Hàn nên là mình cũng không lạ gì tuyết nữa rồi. Nên là vẫn đi cái hiện tượng mà tuyết ở Việt Nam thì nó vẫn còn rất là ít. Nên là vẫn đi quay cho mọi người xem. Xe rất là khó đi, xe làm hai cầu thì đi được, không có hai cầu thì rất là khó đi. Ít tí nhá. Mọi người nhìn phía đằng xa kìa. Cứ gọi là đừng hỏi luôn. Mấy bạn này đi cùng mình đang quay vlog 3 thằng ất. Đây là 3 thằng ất. Đấy. À bây giờ có dép này rồi. Bọn nó ném dép, mình ném người tuyết. Hợp lý đấy. Làm gì đấy? Đoạn này làm cái lời người tuyết bé tí kia kìa. Thôi, vào đây ăn thôi. Em ơi, mất tiền đây ăn xúc xích nào. Xúc xích bán nào chị? À, cho em mấy cái đi. Hết xúc xích rồi ạ. Không còn gì ăn nữa. Chết trời rồi. Đông quá hết rồi. Từ sáng là chị bán được bao nhiêu cái xúc xích rồi? Bao nhiêu túi rồi? Mấy gói thôi, không biết rồi. Mấy gói không biết rồi. Thế không có ở chỗ nào để mua xúc xích nữa để mang lên đây nướng tiếp à? Có nhưng mà chưa lên. Sắp đến nơi chưa? Rất nhiều khách du lịch đang chơi đùa với tuyết ở dưới kia. Thỉnh thoảng vẫn có đang có hạt tuyết nó đang rơi rơi nhá, nhưng mà ít thôi, chả có mấy. Ý, nhìn cái nóc nhà. Nhìn cái nóc nhà thì mọi người hình dung ra là tuyết nó rơi dày như nào. Chắc phải 5 cm. Chị ơi, cái cây đào này xong rồi liệu nó có bị chết không ạ? À, chị ấy không biết tiếng, không biết tiếng Kinh. Đây là cây thông này, nhìn cây thông. Các trẻ em trên bản chạy tung tăng. Nhìn đây là cây thông này. Nó bị nặng quá, nó rủ hết xuống. Tuyết nó đóng, nó nặng quá, nó rủ hết xuống. Mình đi một lúc thì cũng thấy nó nóng người đấy. Đỡ hơn. Ui dồi ôi, homestay đây thì quá đẹp luôn. Thế tiếp bây giờ thì đang điểm trường này, nhưng chắc hôm nay là nghỉ học à. Dưới 9 độ là các em nghỉ học à. Homestay khám phá ý tí. Trơn lắm mọi người ạ. Nhà này là nhà trình tường nhá, đắp bằng đất. Ê, mọi người có thể thấy đây là dưới một cái thung lũng nhỏ. Hoa màu thì mùa này cũng chả trồng được mấy đâu.
thiệt hại về hoa màu và các cái con giống, các con vật nuôi ấy. Nhưng mà bù lại thì du lịch cũng đỡ hơn, du lịch sẽ giúp gỡ lại phần nào kinh phí cho bà con. Mọi người thấy tuyết đang rơi này. Đấy. Thấy tuyết rơi không ạ? Nhưng mà rơi bé, hạt bé lắm. Thôi mình đi về chỗ ăn này, chắc là chỗ của mình à. À, xúc xích họ nướng xong rồi. Chỉ có màu trắng và màu đen. Dây điện cũng bị đóng hết đá luôn. Tuyết vẫn đang rơi nhỏ nhỏ. Hạt tuyết nhỏ. Cứng lắm à. Tầm này có cái xúc xích thì đừng hỏi luôn. Bị cháy mà vẫn phải ăn. Tầm này chúng ta không có quyền chọn lựa gì cả. Bếp sưởi bơm nướng này bây giờ ta đông khách nhá. Ủy đang rơi tuyết, có giường vẫn hơi bé bé. Mọi người thấy hạt tuyết đang rơi không? Bé tí. Bạn kia còn đang chụp ảnh cưới. Mọi người nhìn này. Đây không phải để trong tủ lạnh đâu nhá. Cái xúc xích này không phải là để trong tủ lạnh đâu nhá. Mà để ngoài trời nó như thế này đấy. Chứ không phải để trong tủ lạnh đâu nhá. Trên này không cần tủ lạnh. Đúng rồi, trên này không cần dùng tủ lạnh luôn. Đây, xúc xích đây. Đấy, bên trong rất là mềm, nó chỉ bị đóng bên ngoài thôi. Có ăn luôn được không? Chỉ có mỗi chỗ này là ấm nhất. Như vậy là mọi người thấy này, ngoài trời lạnh lắm, mình ngồi trong xe thôi. Tuyết thì rất là đẹp, đối với người miền núi rất là đẹp, nhưng mà người miền núi phải chịu khổ rất là nhiều nhá, đi lại khó khăn rồi trâu bò chết. Tuy nhiên rằng không vì thế mà chúng ta không đi lên để ngắm cảnh đẹp hay gì. Mọi người cứ bảo là vui vẻ ngắm tuyết rồi bà con thì kiểu là bà con thì khổ rồi các thứ ấy. Không phải đâu, mọi người phải lên ngắm tuyết thật nhiều vào thì tăng nguồn thu du lịch cho bà con nhé. Bà con ở trên này thì buôn bán cũng khó khăn, cũng chẳng có khách mấy. Nhưng mà khách mà lên xem mà du lịch mà xem tuyết nhiều thì mua đồ ăn thức uống rồi là các quán xá của bà con thì bà con cũng có thêm phần thu nhập, gọi là giảm lại cái thiệt hại về thiên nhiên. Thiên nhiên thì mình không phải chống đỡ rồi, cũng kêu gọi thì tuyết nó vẫn cứ rơi thôi. Nên là mọi người cứ đến ý tí, đến Lào Cai hay đến Sapa thật là nhiều vào để bà con tăng lại, thu lại thêm được một phần thu nhập từ du lịch nhé. Chào mọi người.